Adidas Original Vitesco vừa trở lại đã gây bão giới trẻ xài thành với không gian sống ảo cực chất lấy cảm hứng từ văn hóa Việt. Đi đâu để vừa mua sắm vừa có những quả ảnh check-in cực ngầu? Qua ngay cửa hàng Adidas Original Vitesco Financial Tower chứ còn đâu nữa. Có đến 5 tác phẩm độc đáo của các nghệ sĩ sáng tạo Việt trẻ chờ bạn đến chiêm ngưỡng cùng với hàng trăm item street style chất lượng cho bạn. Vừa qua, cửa hàng Adidas Original Vitesco Financial Tower đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, kết hợp hài hòa giữa tinh thần thương hiệu và nét đẹp văn hóa bản địa đặc sắc. Với trải nghiệm mua sắm chất lượng cùng không gian mới mẻ, đặc biệt là nhiều góc sống ảo bắt mắt, cửa hàng hứa hẹn sẽ là địa điểm check-in, cháy máy của giới trẻ Sài Gòn trong thời gian sắp tới. Trải qua thời gian nâng cấp, không gian cửa hàng được tái cấu trúc và bày trí một cách hợp lý, nhiều item đa dạng, độc đáo được bày bán tại cửa hàng, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và chất lượng nhất. Bên cạnh những item chất hơn nước cất, tâm điểm của cửa hàng là những tác phẩm nghệ thuật độc lạ, đậm chất Việt, cú bắt tay thành công giữa Adidas và các nghệ sĩ sáng tạo trẻ Việt Nam. Nằm ngay cửa ra vào, tác phẩm Vui của tác giả Tùng Monkey gây ấn tượng mạnh với tạo hình phi giới tính của nhân vật chú Tểu và cô Tểu, gửi gắm thông điệp về tinh thần lạc quan, tự tin thử nghiệm các yếu tố văn hóa truyền thống và sáng tạo không giới hạn. Người chơi hệ mem chắc chắn không thể bỏ qua tác phẩm này. Minh The Gap của Cao Bê Thô, Nguyễn Ngọc Vũ lấy cảm hứng từ những icon mem của thời đại Internet và hình ảnh văn hóa truyền thống, qua đó thể hiện góc nhìn cá nhân của tác giả về việc Adidas luôn tiên phong trong việc tái chế và xử lý chất liệu mới vào những đôi giày. Bên cạnh đó, các tác phẩm đoạt giải của ba tác giả bước ra từ cuộc thi Việt Nam Đồng Hiện cũng thu hút bất cứ ai từ cái nhìn ban đầu và tạo nên những góc sống ảo cực chất. Chần chờ gì mà không lôi ngay máy ra check-in và làm bừng new face với những màu sắc rực rỡ này. Vừa mở cửa cách đây không lâu nhưng Adidas Original Vitesco Financial Tower đã trở thành một trong những địa điểm hẹn hò check-in hấp dẫn của giới trẻ Sài Gòn, thu hút cả những cái tên đình đám như Fashionista Châu Bùi. Còn bạn thì sao? Hãy đến ngay cửa hàng Adidas Original Vitesco Financial Tower để sở hữu cho riêng mình những bức hình cực độc và đem khoe cho bạn bè nhé!